Người thứ hai mà chúng tôi muốn mời anh chị em gặp gỡ đó là người anh em. Mời con. Cho chúng mình cái ghế. Mời cái ghế. Đây là người mà đang đi bằng bốn chân. Thật, con đây này. Đây, mình ngồi đây đi con. Rồi con lên, con lên đi. Thì con lên đi. Rồi con cứ lên, Rồi. Từ. Rồi, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người anh em, hai chân anh ấy bị liệt và một cánh tay, tay trái cũng bị cụt luôn. Chúng ta thấy người nãy người anh em là cụt hai tay, còn đây là hai chân bị liệt và cánh tay trái bị cụt. Chỉ còn một cái bàn cánh tay phải mà thôi. Con giới thiệu mà biết con tên gì? Dạ, con là Dâu Anh, báo chí sĩ Tam Việt Văn Bình. Ở là Sử Gia Hưng, tỉnh Quảng Bình. Dạ, con là 60 tuổi. À, con 60 tuổi, con làm nghề gì? Con là cha mẹ sinh ra là tan gật em sinh đông đông mẹ. Tức là vừa mới sinh ra thì con đã bị hai cái chân bị liệt. Là hai chân bị liệt. Rồi con là năm 80 là con có vợ. Năm 80 con có vợ. À, lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Con có vợ được 70 con. Năm đứa con trai. Hai cô con gái. Giờ con của con là có cửa con nhà được. Hai đứa con dâu. Hai người con rể rồi. Dạ, 11 đứa cháu. Rồi cái cánh tay trái của con bị sao mà nó bị cụt luôn? Tay trái của con là lúc năm 80 con cưới vợ về. Là năm 81 đã đẻ cu đầu. Sinh đứa con trai đâu là con đi thảo bom mình gỡ bom mình bán. Bán cho họ kiếm tiền nuôi con với vợ. Gỡ hạt nổ ra nó nổ cụt một cánh tay. Năm 81, năm 1981 rất bị mất cánh tay. Sẽ từ con tháo bom mìn. Dạ. Do cuộc sống là đi tháo bom, tháo mìn, gỡ bom, gỡ mìn nó bị nổ. Chắc cái Quân cũng bị vậy phải không con? Vâng, anh Quân của chúng ta bị mất hai tay với cái miệng bị hư cũng là vì vậy. Vì mưu sinh và vì cuộc sống không còn cách nào khác. Có khi biết là nguy hiểm nhưng mà không còn cách nào khác. Anh ấy bị đôi chân là bẩm sinh bị liệt, bị cái tay là năm 80 thì bị cụt tay. Là sau khi lấy vợ hay trước khi lấy vợ? Dạ, con là coi như là con cứ cưới vợ là coi như là hai tay là con. Năm 80 con cưới về là mới được 3 tháng. 3 tháng là coi như là con là đi gỡ bom mình để mà có tiền để mà hai người trong sinh sống với nhau. Không ngờ bị cụt tay đi là tầm lại một năm. Một năm sau là con mới sinh được thằng cu đầu, con trai đầu. Dạ, đứa con trai đầu con cũng là được 3 đứa cháu rồi, 2 trai 1 gái. Đứa con đi làm ăn ở bên Lào. Dạ. Con thì, từ đó thì con lấy gì để con sống để nuôi 7 đứa con của mình với đôi chân bị liệt và cánh tay bị cụt, con sống bằng nghề gì? Dạ, từ con đứng đây treo đò, một tay rồi con treo đò qua một con sông nhỏ nhỏ ở ngoài. À, tỉnh Quảng Bình có con dọc con dòng sông á, chạy đến dòng Phong Nha, có dòng Phong Nha, có con dòng sông dòng Phong Nha chạy về biển, con treo đò qua sông nữa, con đứng đây con cứ treo đò nữa, nuôi vợ nuôi con, đến ngày hôm nay con lớn lên, con đi làm ăn ở bên, hôm nay cũng có được đồng tiền cho con, ba đâu gửi tiền về cho ba bố nghe tin cha ở là Sài Gòn là ở nhà bè huyện nhà bè. Cha đã chữa lành các bệnh thì con có đau là phổi ở đây con bị viêm phế quản, con đau là coi như là 20 năm viêm phế quản rồi mà người là coi như là cứ là yếu rồi, con cũng đi chữa mọi hết cứ cầu xin chùa đây cho con khỏe con sống với con cháu, con hôm ấy gửi tiền về ba cái đi cha đi đừng đi bệnh viện mọi hết bố này cha mà cái cha chữa cho lên mà sống với con cháu rồi. Cho anh mình ở nhà thì anh di chuyển là cái gì, nhà có xe lăn hay không? Nhà cũng là các khu từ thiền của cha cũng giáo sinh
dòng bác Ải cho con một chiếc xe lăn, nhưng mà ở ngoài Quảng Bình vô xa con cũng cần đi theo. Vợ con vô đây, vợ con đi theo con. Có vợ đi theo không? Dạ, vợ đi theo nữa, cho mời vợ lên để cho con xin phép cho. Em ơi, đến đây cá gặp em ơi. Em được áo cá, em được áo cá, đến đây cá gặp. Con tên là gì? Thưa cha, con Nguyễn Thị Phúc. Phúc nơi bao nhiêu tuổi con? Con 54. 54 tuổi. Khi mà con lấy anh ấy là lúc đôi chân của anh ấy bị liệt đúng không? Dạ. Rồi làm sao mà con lại yêu và lấy được một người anh, người chồng như thế này được? Lúc đó hai người yêu nhau như thế nào? Kể cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, Chúa xui giúp lòng con thể anh đi bỏ liệt con, thương với con yêu anh. Con thấy con thấy sao con thấy gì? Dạ con thương anh không đi được, thua thiệt về người hai chân nên là con thấy là con cũng yêu anh, rồi con ở luôn nhà. Đây mới là đúng một thứ tình yêu, đúng nghĩa tình yêu. Con thấy anh ấy bị thua thiệt, con thấy anh ấy bỏ đi bằng đôi chân của anh ấy, con thương anh ấy, rồi con yêu anh ấy, rồi con lấy anh ấy và con ở với anh ấy. Thưa anh chị em, đấy một Đức Giêsu đang đồng hành với chúng ta trong khi lãnh nhận phép rửa là như vậy. Chúa thấy con người tội lỗi, Chúa thương con người tội lỗi, Chúa yêu con người tội lỗi và Chúa ở với con người tội lỗi. Có đúng không? Đúng không? Con người này đang sống đúng với cái tinh thần của Chúa Giêsu. Con thấy anh ấy thiệt thòi cho nên con thương anh ấy. Chúa thấy chúng ta là những người tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền cho nên Chúa thương chúng ta. Con thương anh ấy, con thấy và con thương. Anh chị em đến đây Chúa cũng thấy và Chúa thương anh chị em, những con người nghèo khổ, những con người đau ốm, những con người bệnh tật, những con người gặp bao nhiêu khó khăn thử thách trong cuộc đời. Chúa thấy và Chúa thương. Chúa thương và Chúa yêu. Chúa yêu và Chúa lấy. Chúa lấy, Chúa ở với chúng ta. Thưa anh chị em, tại đây Chúa mời gọi anh chị em đến đây để Chúa thương, để Chúa yêu, để Chúa ở với anh chị em. Tại đây để Chúa thi ân giáng phúc cho anh chị em. Đi đến đâu thì người thi ân giáng phúc đến đó, người ban bố ơn lành đến đó. Đấy thưa anh chị em, hình ảnh của một Thiên Chúa đồng hành với con người là như vậy. Nếu mà chị ấy không thấy, chị ấy không thương đâu. Cho nên Chúa thấy như vậy và Chúa thương. Và hai vợ chồng con đến đây, nguyện ước của con là gì? Thưa cha, con cũng ở ngoài quê rồi, con thấy những người có tiền họ đi trước, họ muốn như Chúa lòng thương xót của Chúa nên là cha giúp đỡ để cầu bầu đổ xuống ơn, muốn ơn cho họ được lành bệnh. Thì con trong lúc đó thì con cũng đau là gái cuộc sống, con cũng đi chụp phim viện về rồi mà không lấy được, con đau lắm. Mấy năm con đau 3-4 năm nặng quá là con đi làm được, anh cũng đau bị phổi nên cũng không làm được gì. Nhưng nhờ cái trong mấy đứa con nó làm thế thì cho ba mẹ đi chữa trong cha về trong chùa thương xót của giáo hội giáo phận của mình, rồi là nhờ cha giúp đỡ cho vợ chồng. Con là đồng gốc hay đạo theo? Dạ. Con có đạo không? Dạ. Con có đạo không? Dạ, thưa cha, con có đạo. Dạ, đầu gốc. Đầu gốc, còn con? Dạ, con cũng đầu gốc. Dạ, thưa cha, cho con nói một lời về cộng đoàn. Bên vợ con là có một người, người ta là ta phạm. Được đấy là vô sống ở nhà thơ, nhà thơ em ấy, nhà thơ Sài Gòn em ấy. Nhà thơ mà ta đây ở này. Nhà thơ Chị Hoa. Nhà thơ Chị Hoa. Ta ở là vùng con đó.
vô là coi như là ba con người về, về con là kêu bà, mà cha vô phòng này thì cha đã coi như là bị hiểu ở đó, thì qua đây cha đi phòng qua đây cha cũng chỉ tại nhà thơ chỉ hóa đi mù cha năm đâu chỉ hóa, về con xin phép chính thưa, xin phép cha chính thưa cộng đoàn là đây là người tôi như đi không ai mà lấy tôi đâu, cũng chính thưa về cộng đoàn mới được, đây là Chúa mẹ Maria và Chúa là cao cả nhất của Chúa đến trời dưới đất, Chúa là đến đất, Chúa ban cho tôi có vợ, ban cho tôi có 7 người con, cho từng người tôi đi đi ngoài xã hội ăn mà tôi không có vợ đâu. Anh thực hiện cho vay không ảnh đây sẽ gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn sách Con đường tín thác, Con đường tín thác với CD đi kèm theo trong này. Con đường tín thác mà chúng tôi viết trong thời gian 3 năm cảm nhận được lòng thương xót Chúa, nó cũng phải trải qua những cái đắng đót, những thử thách như thế này, thưa anh chị em, sẽ gửi tặng cho chúng con nha. Và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót, đây cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con để đem Chúa về trong gia đình của mình. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là sâu chuỗi lòng Chúa thương xót. Con để con xỏ cái chuỗi này vào cho tay vợ của con đi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi. Cảm ơn cộng đoàn. Rồi, con tự con đi xuống. Để anh tự anh đi xuống được. Anh vẫn như thế nào thì anh cứ làm như thế đó.